Vâng, và sau đây em test cái con 3600VZ gửi cho anh Mặc ở tỉnh Bình Phước nha. Bình Phước, huyện Bù Đắng gì các bác. Đây, con này em giới thiệu em vài bữa trước. Thì để lái con này ra thì cực kỳ vất vả. Đây là nó nằm dưới cùng, nó nằm dưới con này là con 5000VZ này, con này giá 32 các bác, đẹp long lanh nha. Đây, cái bê máy em này xuống này, nặng cực kỳ nha. Hoa hậu không nha bác. Đây là những con 2402 này, 2401 này, ngàn 2600 vân vân. Còn hàng đẹp hết cho các bác nha. Đấy. Rồi. Em hát của bác đây. 2601. Đó, như nguồn trạm loa. Phía bên đây là R, phía này là L. Đấy. Con này sử dụng điện 110 nha các bác, 110 nha. Rồi, em đang kép điện 100V nha các bác. Đó là những con men chuyên nghiệp của Crown. Làng trời sớm dưới, đẹp đôi thì có ai mà yêu nhau mỗi mùa. Và được tặng kèm bộ da ba lăng nữa nha các bác. Có kèm một da bộ và da ba lăng nữa. Anh quyết cưới em liền tay. Đẹp trai bước mập, đẹp sao mặt nước em như vậy.